Chiều hôm qua 20 tháng 4, 183 thẻ bảo hiểm y tế, mỗi thẻ trị giá 621.000 đồng, với tổng số tiền 75 triệu đồng đã được công ty bảo hiểm Hai Qua Lai, Hàn Quốc tại Việt Nam và Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo, Người tàn tật, Trẻ mồ côi tỉnh Lâm Đồng trao cho đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở xã Tà Nung, thành phố Đà Lạt. Với những thẻ bảo hiểm y tế được tặng, những người có hoàn cảnh khó khăn ở xã Tà Nung sẽ được thanh toán chi phí khi khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế đến tháng 5 năm 2016. Được biết, dịp này thông qua Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo thành phố Hồ Chí Minh, công ty bảo hiểm nhân thọ Hàn Qua Lai Hàn Quốc tại Việt Nam đã trao tặng 700 thẻ bảo hiểm y tế cho Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo, Người tàn tật và Trẻ mồ côi tỉnh Lâm Đồng. Sau khi tặng cho xã Tà Nung, số thẻ bảo hiểm y tế còn lại, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo, Người tàn tật và Trẻ mồ côi tỉnh Lâm Đồng sẽ cân đối để tiếp tục tặng cho những trường hợp khó khăn bệnh tật trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong năm 2015.